Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là cái phần sinh lý sinh sản. Thế thì bây giờ nói đến phần sinh lý sinh dục sinh sản thì nó sẽ có hai phần, là phần của nam và phần của nữ. Đấy, thế thì thực ra trong sách thì viết hai cái phần này cũng khá là kỹ. Thế cho nên tôi cũng sẽ chỉ hướng dẫn các bạn một số các cái phần mà tôi nghĩ là khi nó mang tính chất cần phải và cần phải trao đổi một chút thôi. Thế thì bây giờ đối với cái phần sinh dục sinh sản nữ, nam giới đơn giản mình làm trước đi. Thế thì đây, đây là cái phần ông nam giới đây, đúng không ạ? Đây là cái tinh hoàn. Thế thì tinh hoàn thì nó có những chức năng gì ạ? Sinh dùng là Đúng rồi. Đối với cả cả tinh hoàn lẫn buồng trứng thì nó để vừa là cơ quan nội tiết, tức là sản xuất hormone, và vừa là cơ quan ngoại tiết, tức là sản sinh tinh trùng đối với tinh hoàn, và đối với buồng trứng thì là sản phóng noãn, sản sinh noãn, đúng không ạ? Đấy, cho nên hai cái ông này rất là na ná với nhau, vừa có chức năng nội tiết và vừa có chức năng ngoại tiết. Thế thì ông tinh trùng sau khi mà ông sản sinh tinh trùng ra ở đây xong, ở tinh hoàn xong thì nó sẽ được đi vào mào tinh này. Đấy, sau đó thì nó sẽ được theo ống dẫn tinh để đổ về túi tinh, và nó sẽ nằm ở đây cho đến khi nào mà bạn cho nó ra ngoài, đi qua niệu đạo thì nó sẽ ra ngoài, đúng không ạ? Đấy, và trên đường đi của nó thì là các em sẽ thấy là có rất nhiều các cái ống ở trên cái ô cái bên để bài tiết các cái dịch góc trên lòng của ống sinh tinh, và tinh tinh nó cũng có rất là nhiều các cái ống tuyến để bài tiết các cái dịch. Xong rồi trong lòng túi tinh là có rất là nhiều các cái tuyến để bài tiết các dịch, đồng thời nó nhận thêm dịch của cái tuyến, đây là tuyến tiền liệt đổ vào. Thế thì các cái dịch này nó sẽ có nhiệm vụ là để nuôi dưỡng cho tinh trùng. Đấy, cung cấp chất dinh dưỡng cho tinh trùng cũng như là giúp cho tinh trùng tiếp tục trưởng thành và việt hóa. Thế thì khi mà tinh trùng mà sản sinh ra từ trong cái tinh hoàn thì nó chưa có khả năng bơi lội ngay đâu, và nó chưa trưởng thành ngay đâu. Con non mà. Đấy, thế cho nên nó rất là cần các cái tinh dịch này để nó được nuôi dưỡng, trưởng thành. Các bạn còn nhớ cái hình mô học không? Khi mà bạn cắt đôi cái tinh trùng này ra, à cái tinh hoàn này ra, thì bạn sẽ thấy là nó có cấu trúc giống như là cái nan hoa sẽ đạt ấy. Tức là các cái bao sơ nó cứ tập trung về phần trung tâm, đúng không ạ? Và trong cái vách bao sơ đấy thì bạn thấy có rất là nhiều các cái ống ngoằn nghèo. Đấy, thì các cái ống ngoằn nghèo đấy là các cái ống sinh tinh. Thế bây giờ mình mới cắt cắt ngang cái ống ngoằn nghèo đấy ra, tức là cắt ngang cái ống sinh tinh này ra, thì bạn sẽ được cái hình như này. Đấy, từ lòng ống sinh tinh, đây là thành của ống sinh tinh này. Thế thì trên thành này bạn sẽ thấy đây là cái tế bào. Đây là một cái tế bào thành ống sinh tinh. Và cái tế bào này nó có tên gọi là gì các bạn nhớ không? Cái tế bào này, tế bào mà tôi chỉ, nó có tên gọi là gì? Các bạn nhớ Đi. không? Nó có tên gọi là tế bào Sertoli, đúng không ạ? Đấy, thì đây là các cái tế bào mà lát ở thành ống sinh tinh, thì tên của nó là tế bào Sertoli. Đấy, thế còn tế bào Leydig đây, nằm ở khoảng kẽ đây, thì nó là tế bào nằm ở khoảng kẽ của tinh hoàn, là tế bào Leydig. À, như vậy là tôi biết rồi. Ông tinh hoàn có hai chức năng, một là chức năng ngoại tiết và thứ hai là chức năng nội tiết. Thế thì đã nói đến chức năng thì nó phải có cái tế bào đảm nhận, đúng không ạ? Thế thì chức năng ngoại tiết, tức là chức năng sản sinh tinh trùng ấy, là do tế bào Sertoli đảm nhận. Còn tế bào sản sinh testosterone thì sẽ do tế bào Leydig đảm nhận. Đấy. Thế như vậy là nói đến đây thì bạn đã nhắm mắt, bạn biết rồi. À, nói đến testosterone, nhắm mắt tôi cũng biết được là do tế bào Leydig nằm ở khoảng kẽ của tinh hoàn sản xuất. Mà testosterone là hormone sinh dục, nó có bản chất là gì? Kiểm tra bài cũ tí. Steroid. Steroid Đúng rồi, có bản chất là steroid, đúng không ạ? Thế cho nên là nó sẽ đi vào dòng máu và sẽ đi theo dòng máu đến các cái cơ quan đích để chi phối các cơ quan đích theo cơ chế gì? ạ.
hệ gen. Đúng rồi, theo cơ chế hoạt hóa hệ gen ở tại các cái cơ quan đích đấy. Đấy, thì thế đi à, như vậy là cái ông testosterone dễ rồi. Thế bây giờ và cái ông tế bào Leydig này này, thì ông ấy sẽ chịu sự chi phối của ai? Tí nữa trả lời nhá. À, LH, đúng rồi, rất là giỏi. Thế bây giờ đến cái ông tế bào Sertoli là cái ông mà tôi chưa nghe nói đến nữa này. Cái ông nằm ở thành của các tế bào ống sinh tinh. Thì đây là tế bào Sertoli. Bây giờ bạn quan sát trong cái tế bào Sertoli, bạn có thấy có rất nhiều tế bào không? Và tế bào mà nằm sát thành này, thì kích thước rất là to. Đấy, nằm rất... Thì đây chính là các cái tế bào tinh nguyên bào. Xong bắt đầu các tế bào tinh nguyên bào này nó sẽ biệt hóa để trở thành cái tế bào nhỏ hơn là tinh bào 1. Xong lại trở thành tế bào nhỏ hơn nữa thành tinh bào 2. Rồi thành tiền tinh trùng và thành tinh trùng. Như vậy là toàn bộ cái quá trình biệt hóa tinh trùng ấy, nó sẽ xảy ra ở trong tế bào Sertoli. Cho nên người ta mới nói rằng cái tế bào Sertoli này này là chịu trách nhiệm cho cái quá trình sản sinh tinh trùng. Và ở trong lòng ống sinh tinh lúc này là tinh trùng ở đây. Nhưng mà những cái tinh trùng này thực ra nó chưa có khả năng bơi lội đâu. Đấy, và vào trong lòng ống sinh tinh xong nó được tiếp nhận các cái dịch nuôi dưỡng ở đây tiếp tục nữa. Thì bắt đầu nó mới được thành thục và bắt đầu nó có khả năng bơi lội dần. Đấy, thế như vậy là chúng ta đã rõ được chức năng của tế bào Sertoli là chịu trách nhiệm cho chức năng ngoại tiết hay là chức năng sản sinh tinh trùng. Còn tế bào Leydig là chịu trách nhiệm cho chức năng nội tiết và sản xuất testosterone. Thế thì bây giờ mình mới xem cái quá trình sản sinh tinh trùng nó diễn ra thế nào. Đây là cái đứa trẻ mới sinh. Thì trong tinh hoàn của đứa trẻ mới sinh ấy, nó chỉ có những cái tế bào nó nhỏ, người ta gọi là tế bào mầm ấy, hay là tế bào gốc ấy. Đấy, ban nãy tôi có cho các bạn xem các cái hình ảnh của tế bào gốc. Đấy. Thì nó chỉ toàn các cái tế bào gốc. Thế chỉ đến khi mà... Và trong cái thời gian từ khi mới sinh cho đến trước khi dậy thì đây, tế bào gốc nó chỉ nhỏ nhỏ này thôi. Thế còn đến khi dậy thì bắt đầu các cái tế bào gốc này nó mới được biệt hóa trở thành tinh nguyên bào. Đấy, xong từ tinh nguyên bào nó mới được biệt hóa tiếp tục thành tinh bào 1, rồi mới được tiếp tục biệt hóa thành tinh bào 2, thành tinh tử, thành tiền tinh trùng. Và cái quá trình biệt hóa này nó xảy ra trong tế bào Sertoli. Hình dung chưa? Và toàn bộ cái quá trình như trên này thì các em mới hình dung được là nếu như bây giờ có một cái lý do gì đấy gây vô sinh mà nó tác động cái giai đoạn tế bào gốc này, tế bào mầm này, thì những cái vô sinh đấy là vô sinh có hồi phục không? Không hồi phục, đúng không ạ? Thế còn những cái tác nhân mà nó tác động vào những cái thời kỳ biệt hóa trong cái thời gian biệt hóa này, thì nó sẽ là những cái vô sinh có khả năng hồi phục. Bởi vì các cái tế bào mầm này nó vẫn còn có khả năng biệt hóa tiếp. Đấy, thế cho nên là đối với một bệnh nhân vô sinh thì mình sẽ cần phải xem là mình đánh giá à, đây là bệnh nhân vô sinh nam. Định nghĩa của vô sinh tức là hai vợ chồng phải sống liên tục với nhau, có sinh hoạt, tình dục đều đặn trong vòng 12 tháng mà không có con, đúng không ạ? Không có thai thì lúc đấy mới đủ định nghĩa là vô sinh. Thế thì mình xem là cái vô sinh đấy là vô sinh có hồi phục hay không hồi phục. Vô sinh đấy là có phụ thuộc vào nguyên nhân nội tiết hay không phụ thuộc vào nguyên nhân nội tiết. Đấy, thì đấy là những cái câu hỏi mà các bạn phải trả lời. Thế như vậy là trong các yếu tố ảnh hưởng đến sản sinh tinh trùng, mà nếu như ảnh liên quan đến hormone thì bạn có thể kể những cái hormone nào mà tham gia vào cái quá trình sản sinh tinh trùng được không? Trên hình ở đây tôi không đưa, nhưng em có thể liệt kê vào cái hộp chat ấy. Còn những hormone nào sẽ liên quan đến quá trình sản sinh tinh trùng? Rồi, em kể ra ở đây rất nhiều hormone. Đấy, thế thì bây giờ mình mới nhớ lại nhé, là ở cái tế bào Sertoli và tế bào Leydig thì ông tế bào Leydig là sản xuất testosterone rồi, đúng không ạ?
Đấy, thế thì tại sao cho đến khi mà dậy thì cái quá trình biệt hóa tinh trùng nó mới được diễn ra, mà nó không diễn ra từ trước trước khi dậy thì, đúng không ạ? Đấy, thế thì đấy là một cái vấn đề mà mình sẽ cần phải trả lời. À, có phải chăng là bởi vì cái trục dưới đồi, tuyến yên, tuyến sinh dục này này, đến khi dậy thì nó mới bắt đầu đi vào hoạt động, đúng không ạ? Và lúc này thì testosterone mới được sản xuất với một lượng đủ lớn, đúng không ạ? Thì lúc này nó mới tác động vào cái quá trình làm cho các cái tế bào Sertoli này biệt hóa, sản sinh tinh trùng. Đấy, như vậy cái vai trò đầu tiên mà mình sẽ phải nghĩ đến, à, ông testosterone. Thế bây giờ hai cái tế bào Leydig và tế bào Sertoli, thì bạn biết là buổi trước mình đã trao đổi tuyến chỉ huy của nó là ai ạ? Tuyến chỉ huy của nó là tuyến yên, và ở tuyến yên thì sản xuất hai hormone là FSH và LH. Thế thì LH khi mà theo dòng máu nó sẽ đi đến tuyến sinh dục để chi phối cái tế bào Leydig này. Đấy, như vậy LH theo dòng máu đến chi phối tế bào Leydig. Thế còn FSH thì nó sẽ theo dòng máu đến để chi phối cái tế bào Sertoli và giúp cho cái quá trình biệt hóa tinh trùng này được xảy ra. Đấy. Và cao hơn tuyến yên thì là vùng dưới đồi, có GnRH ở đây. Đấy. Thế như vậy là khi mà người ta yêu cầu các em trình bày các cái hormone mà liên quan đến điều hòa cái quá trình sản sinh tinh trùng, thì các em không thể không kể đến GnRH được. Các em không thể không nói đến LH, testosterone được. Cũng không thể không nói đến FSH được. Đúng không ạ? Thế nhưng nói đến đây thì chưa đủ, bởi vì cái quá trình biệt hóa sản, cái quá trình khi mà tế bào Sertoline này nó làm việc, nó biệt hóa để sản sinh tinh trùng. Rồi, xong rồi. Thế nhưng mà đến lúc mà nó nhiều quá, FSH chỉ huy là Sertoline sản sinh tinh trùng bi, sản sinh tinh trùng bi, thế là ông này cứ hì hụi để sản sinh tinh trùng. Thế thì sản sinh đến lúc mà nhiều quá rồi, chẳng dùng hết, nó ứ lại ở đấy. Đấy, thế thì bản thân ông L, ông tế bào Sertoline này, ông sẽ sản xuất thêm một cái hormone là inhibin. Inhibin do tế bào Sertoli sản xuất, nó sẽ đi theo dòng máu để đi đến ông tuyến yên, bảo ông tuyến yên là nhiều tinh trùng lắm rồi. Thế thì lúc này ông tuyến yên mới giảm sản xuất FSH xuống. Và khi FSH giảm xuống thì lúc này tế bào Sertoli mới giảm hoạt động để giảm sản sinh tinh trùng. À, thế như vậy là nếu người ta yêu cầu các em trình bày về các hormone điều hòa sản sinh tinh trùng thì em không thể nói đến được cái thằng inhibin, vì thằng này nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa sản sinh tinh trùng, đúng không ạ? Đấy, thế thì bây giờ inhibin sẽ có nguồn gốc là từ tế bào Sertoli, đúng không? Và bạn phải tra xem thằng inhibin bản chất hóa học của nó là cái gì. Bạn mở sách của các bạn ra xem ông inhibin thì trong sách để ông inhibin có bản chất hóa học là gì. Là một glycoprotein, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn phải nhớ cái bản chất hóa học của inhibin là glycoprotein. Và nếu như ông inhibin có bản chất là glycoprotein thì khi ông theo dòng máu đến cái vùng tuyến yên này này, thì ông sẽ tác động lên cái tế bào bài tiết FSH theo cơ chế nào? Theo cơ chế chất truyền tin thứ hai, đúng không ạ? Đấy, đúng rồi. Để mà bảo với cả cái tế bào bài tiết FSH là giảm sản xuất FSH xuống. Đấy, thế thì đấy là cái phần liên quan đến hormone. Như vậy là các hormone mà liên quan đến điều hòa sản sinh tinh trùng thì các em phải nhớ các cái hormone của trục dưới đồi, tuyến yên, tuyến sinh dục. Và trong cái trục đấy thì có GnRH này, có LH, FSH này và testosterone này, inhibin này. Đấy, bởi vì ở tuyến yên thì nó có hai hormone là LH, FSH, thì ở tuyến sinh dục nó sẽ có hai hormone là testosterone và inhibin. Đấy, thì đấy là các hormone mà trong trục điều hòa. Nhưng nếu như người ta câu hỏi, người ta yêu cầu em là
trình bày các hormone ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng. À, nếu mà ảnh hưởng thì có nghĩa là hormone trong trục nội tiết này thì là hormone điều hòa, nhưng ảnh hưởng có thể là các hormone ở các cái trục khác, ở các cái nơi khác nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sản sinh tinh trùng. Đấy, thì lúc đấy các em có thể có thêm những cái hormone gì mà liên quan đến cái quá trình sản sinh tinh trùng này. À, thì nhớ lại xem những cái hormone nào mà nó có cơ quan đích là tất cả các tế bào trong cơ thể, đúng không ạ, thì nó sản sinh tinh trùng. Chính xác, ví dụ GH này là nó tăng số lượng, tăng kích thước tế bào, cho nên nó ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng. T3, T4 này nó làm tăng chuyển hóa chất ở tất cả các tế bào này, thế cho nên nó cũng làm tăng ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng, đúng không ạ. Gì nữa? Insulin có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng không? Đấy, xin cho nên là khi mà các em phải trả lời câu hỏi đấy thì các em phải lấy ra tất cả những cái hormone nào mà nó có phân đích là tất cả các tế bào trong cơ thể. Thế là các em bịa thoải mái. Ông insulin, ông cũng có cơ quan đích là tất cả các tế bào trong cơ thể. Như vậy thì nó sẽ bao gồm cả tế bào Sertoli, đúng không ạ? Và như vậy thì nó cũng liên quan đến cái việc đưa đường vào trong này. À, thế là em nhắm mắt em bảo nó có ảnh hưởng. Hình dung ra vậy ạ? Đấy, thì đấy là cái cách mà mình học. Đấy. Thế thì đấy là cái việc phân biệt giữa các hormone trong trục điều hòa và các cái hormone trong trục ảnh hưởng. Thì có một bạn Lưu Quỳnh thì hỏi là cô ơi, vậy nồng độ testosterone cao thì có ức chế lại tế bào Leydig không ạ? À, đối vừa rồi là mình nói về cái cơ chế điều hòa quá trình sản sinh tinh trùng. Khi mà tinh trùng do tế bào Sertoli sản xuất ra quá nhiều thì tế bào Sertoli mới sản xuất ra inhibin để đi vào trong máu bảo vệ tuyến yên, giảm sản xuất FSH. Thế nhưng đối với tế bào Leydig, nếu như mà tế bào Leydig sản xuất ra quá nhiều testosterone thì bản thân ông testosterone ông đã là nội tiết tố rồi, đúng không ạ? Thế cho nên ông ấy sẽ đi theo dòng máu đến tế bào tuyến yên theo cơ chế điều hòa ngược âm tính thôi. Ông bảo tuyến yên là này, nhiều testosterone rồi, thế là giảm sản xuất LH. Ông đi lên vùng dưới đồi, ông bảo nhiều testosterone rồi, thế là giảm sản xuất GnRH. Em mình dung ạ. Thế như vậy đối với testosterone do tế bào Leydig thì nó sẽ theo cơ chế điều hòa ngược âm tính như bình thường ở tất cả các cái trục nội tiết khác. Đấy, thì đấy là các cái yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng mà hormone. Thế còn ngoài hormone ra thì có nhiệt độ, đúng không ạ? Thì cái nhiệt độ cao ấy, nó sẽ làm tăng cái tốc độ biệt hóa ở trong tế bào Sertoli. Đấy, thế còn tốc độ và vì thế để mà cái quá trình biệt hóa nó xảy ra bình thường thì bản thân là bìu đã nó phải cách xa cơ thể để nhiệt độ trong bìu lúc nào cũng thấp hơn nhiệt độ cơ thể 1 đến 2 độ C rồi. Đấy, thế còn nếu mà em cứ cho cái nhiệt độ ở cái vùng bìu này nó tăng lên 1 đến 2 độ C hoặc thậm chí em còn đi tắm nắng này, sông hơi này lên đến 40, 4 mấy độ C cơ thì cái tốc độ biệt hóa trong tế bào Sertoli nó còn nhanh nữa, đúng không ạ? Và vì nó biệt hóa quá nhanh cho nên ở trong tế bào Sertoli thì cái việc mà nó biệt hóa từ các cái tế bào mầm nó diễn ra không thể kịp được. Và vì thế trong cái thời gian mà có tác động của nhiệt độ này, thì tinh trùng hầu như không có. Thế bây giờ nếu như mà mình phát hiện ra là bệnh nhân này do mặc quần quá chật này, do bệnh nhân này là do tắm nắng sông hơi nhiều này, hoặc là do điều kiện làm việc ở trong điều kiện nhiệt độ quá cao này, như là trong các hầm lò này. Đấy, hoặc là trong các cái lò rèn luyện kim này chẳng hạn như thế, thì em chỉ cần yêu cầu bệnh nhân là tạm thời cách xa cái môi trường nhiệt độ đấy một thời gian, ví dụ như xin chuyển sang công việc văn phòng, xin chuyển sang các cái công việc khác mà không phải nhiệt độ cao, thì có thể sau một thời gian bệnh nhân lại có thể có thai được trở lại. Thế cho nên cái phần khai thác tiền sử của các cái bệnh nhân vô sinh ấy, nó rất là quan trọng
để chúng ta phát hiện các yếu tố ảnh hưởng. Thế còn pH, muốn xác định pH thì mình phải đo tinh dịch đồ thôi. Thế thì bây giờ tất cả các bệnh nhân vô sinh thì hiện nay cách xét nghiệm tinh dịch đồ là xét nghiệm đầu tay. Đấy. Và đã xét nghiệm tinh dịch đồ thì mình phải xét nghiệm pH xem thế nào. Vì tinh trùng thì nó rất thích sống ở điều kiện là pH kiềm. Thế bây giờ đo mà pH acid đấy, thì đấy là lý do làm cho tinh trùng chết. Thứ hai nữa là cái xét nghiệm tinh dịch đồ thì nó sẽ cho mình biết luôn là lượng tinh dịch là bao nhiêu. Bình thường nó phải là từ 2 cho đến 4 ml. Bây giờ lượng tinh trùng nó là cái lượng mà đo thu được nó chỉ có 1 ml thôi chẳng hạn, thì cái lượng tinh dịch nó quá ít chẳng hạn. Thế rồi người ta cũng sẽ cho mình biết cái số lượng tinh trùng là bao nhiêu, số lượng tinh trùng sống là bao nhiêu, số lượng tinh trùng di động là bao nhiêu, tỷ lệ tinh trùng bất thường là bao nhiêu, tỷ lệ tinh trùng chết là bao nhiêu. Thì dựa vào đấy mình có thể biết được cái lý do sơ bộ là do vấn đề của tinh dịch hay là do vấn đề của tinh trùng. Đấy, đúng không ạ? Và hai cái thằng này nó đều cần cả để cho cái quá trình biệt hóa của tinh trùng, hay là do có một cái viêm nhiễm kèm theo mà làm thay đổi được pH. Thì đây là các xét nghiệm đầu tay trong các cái chẩn đoán vô sinh trước khi mà mình làm các cái xét nghiệm chuyên sâu khác. Thế, em cũng phải khai thác cái tiền sử của bệnh nhân xem có tiếp xúc với virus, tia X hay phóng xạ không. Đấy, nếu như mà trong thời kỳ trẻ nhỏ giữa trước khi dậy thì mà tiếp xúc với các cái nguồn tia này thì nó sẽ tiêu diệt tế bào mầm, và vì thế mà cái vô sinh đấy là vô sinh không hồi phục được. Đấy, và còn một cái ví dụ nữa mà tôi vẫn hay nói về cái nghiên cứu ở Pháp, họ nghiên cứu hai cái nhóm trẻ. Một nhóm trẻ là bà mẹ lúc nào cũng cho con đóng bỉm từ sáng cho đến tối, từ tối cho đến sáng, bà mẹ này hiện đại nhưng thực ra là lười. Đấy, còn một cái nhóm trẻ là bà mẹ kiểu cổ điển, rất là ít khi cho con đóng bỉm, dùng tã, dùng tiết các thứ là chính, còn khi nào đi chơi mới cho đóng bỉm thôi. Thế thì sau một thời gian mấy chục năm ấy, người ta xác định lại tỷ lệ vô sinh ở trong hai cái nhóm trẻ này, thì cái nhóm mà đóng bỉm liên tục ấy, là cái tỷ lệ vô sinh rất là cao. Và cái vô sinh của cái nhóm trẻ đóng bỉm là vô sinh không hồi phục, bởi vì em hình dung là cái tế bào mầm nó lúc nào nó cũng bị ủ trong cái nhiệt độ rất cao, cho nên nó chết ngay là chết từ các tế bào mầm. Thì đấy là những cái mà kết quả nghiên cứu mà mình rất là cần quan tâm, vì nó liên quan đến cái việc nuôi trẻ sau này. Thì tôi cũng thấy rất là nhiều các bà mẹ là rất thích cho con đóng bỉm, đóng từ sáng đến tối, và mỗi lần bạn thay bỉm, bạn mở cái bỉm ra xem nhiệt độ đấy rất là nóng. Thế còn một cái nữa là lối sống như là ma túy này, uống rượu này, thuốc lá, căng thẳng, cái stress này này là cái nó liên quan đến cái tỷ lệ vô sinh cũng rất là lớn. Và khi mà stress thì nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái trục dưới đồi tuyến liên, tuyến sinh dục. Và đây là cái lý do mà khi mình làm việc với bệnh nhân mình phát hiện ra. Còn nghiện thuốc lá thì rất dễ phát hiện, nghiện rượu rất dễ phát hiện, ma túy thì hơi khó phát hiện nhưng có thể xác định được bằng xét nghiệm, đúng không ạ? Nhưng các cái căng thẳng, các cái stress này, này là mình cần phải lưu tâm. Đấy, thế sau khi mà bạn đã loại trừ được tất cả các lý do, không phải do hormone, không phải do nhiệt độ, không phải do pH, không phải do các cái tia này rồi, không phải do lối sống rồi, mà bạn vẫn không tìm đến nguyên nhân, thì lúc đấy bạn có thể nghĩ đến cái kháng thể kháng tinh trùng. Thế thì hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta có thể định lượng được các cái kháng thể kháng tinh trùng này được. Thế cho nên là nếu như nghĩ đến thì các em hoàn toàn có thể gửi bệnh nhân đến đến bộ môn sinh lý bệnh của Đại học Y Hà Nội là có thể định lượng được các cái kháng thể kháng tinh trùng. Đấy, thì có kháng thể kháng tinh trùng thì cái tinh trùng vào là nó sẽ cố định, cho nên là không bơi được nữa, đúng không ạ? Và vì thế mà không vào thì tấn công trứng được. Đấy, hoặc là vì một lý do nào đấy thì cái tinh trùng này nó xâm nhập vào, có thể do chấn thương chẳng hạn, thì cái tinh trùng nó xâm nhập vào máu của bệnh nhân và trong máu xuất hiện các kháng thể kháng tinh trùng của chính bệnh nhân đấy. Đấy, thì đấy cũng là các cái lý do. Thế tuy nhiên là ở đối với vô sinh nam thì cho đến bây giờ mình mới chỉ biết lý do được khoảng 40%, còn 60% là mình không biết lý do. Không biết lý do tại sao. Thế thì cái không biết lý do tại sao này nó có thể nằm trong các vấn đề của các bệnh tự miễn, của các vấn đề về miễn dịch. Đấy, thế thì hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung nghiên cứu những cái nhóm mà vô sinh không rõ căn nguyên ấy, là tại sao. Thì một trong những cái giả thiết mà chúng tôi đặt ra nó có thể liên quan đến các cái vấn đề của các cái yếu tố miễn dịch hoặc là tự miễn. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang thử triển khai theo cái phương pháp là
huy động tế bào gốc nội sinh thì cũng có kết quả một số các cái trường hợp là sau khi mà can thiệp bằng các cái công nghệ tế bào gốc nội sinh thì bệnh nhân có thể có con được trở lại, hai con, ba con. Thì đấy cũng là những cái trường hợp mà chúng tôi đang nghiên cứu trên cái nhóm mà vô sinh nam không rõ căn nguyên sau khi đã loại trừ tất cả các cái nguyên nhân này. Đấy, thì đấy là một vài cái cần lưu tâm khi mà các bạn đọc cái phần vô sinh nam. Còn trong sách thì đã trình bày khá là kỹ về các cái quy trình thời gian biệt hóa tinh trùng. Thì tôi thấy trong sách trình bày rất là kỹ rồi cho nên tôi không nói lại nữa. Thế thì điều hòa sản sinh tinh trùng thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh là đừng quên cái thằng inhibin. Bởi vì nó là một cái thằng mà nó do tế bào Sertoli bài tiết. Thế còn đối với điều hòa sản xuất testosterone thì nó dễ bởi vì nó nằm trong cái quy luật điều hòa ngược âm tính. Đấy, thế thì bây giờ nói đến cái phần thứ hai là phần chức năng nội tiết là sản xuất testosterone. Thực ra bây giờ như vậy mình thấy là ông tinh hoàn này thực ra là ngoài testosterone ra thì ông còn sản xuất inhibin nữa. Thì inhibin cũng là nội tiết tố nhưng mà do tế bào Sertoli bài tiết. Còn testosterone thì là do tế bào Leydig bài tiết. Và thằng testosterone này thì trong thời kỳ bào thai ấy, nó sẽ kích thích và phát triển các bộ phận cơ quan sinh dục nam và đưa tinh hoàn từ bụng xuống bìu. Đấy, người ta phát hiện ra cái chức năng trong thời kỳ bào thai là bởi vì ở cái tuần thứ 7 và tuần thứ 8 của thai kỳ, nếu như mà đủ testosterone thì nó sẽ tác động vào cái mầm sinh dục trung tính để biệt hóa cái mầm sinh dục này thành cơ quan sinh dục nam. Thế còn nếu như mà không có testosterone, ví dụ như thai nữ không có testosterone thì cái mầm sinh dục trung tính này nó sẽ biệt hóa thành cơ quan sinh dục nữ. Thế còn ở những cái người mà cái testosterone nó quá thấp trong thời kỳ tuần thứ 7 và tuần thứ 8, nó không đủ để kích thích cái mầm sinh dục trung tính này biệt hóa thành cơ quan sinh dục nam. Thế lúc đấy cái đứa trẻ nó có thể là biệt hóa dở dang, đúng không ạ? Đấy, khi mình khám, khi đứa trẻ sinh ra mình có thể phát hiện ra là nó có thể là có cái kiểu cơ quan sinh dục nữ. Đấy, hoặc là khi mình khám hai cái hòn ở bìu của nó thì mình không thấy hai tinh hoàn mà mình lại thấy chỉ có một tinh hoàn thôi chẳng hạn. Đấy thì đấy là những cái dấu hiệu mà khi mà trẻ khám ra là mình vẫn phải khám luôn xem có đủ hai viên hay không, xem cơ quan sinh dục thế nào. Đấy, thế còn chức năng của testosterone thì ở trong sách cũng trình bày khá là rõ. Đấy, cho nên các em hoàn toàn có thể đọc sách được. Và cách thức để nhớ các cái chức năng của nó thì các em cũng hình dung được cái bệnh nhân giả tưởng của mình. Là nếu như mà bệnh nhân quá thiếu testosterone trước khi dậy thì bệnh nhân giả tưởng của mình là thế nào? Và nếu mà thiếu testosterone sau khi dậy thì bệnh nhân giả tưởng của mình thế nào? Đúng không ạ? Hoặc là thừa testosterone thì bệnh nhân giả tưởng của mình thế nào? Đấy, thì các em sẽ hình dung được các bệnh nhân giả tưởng của mình. Và khi mà quy về các nhóm chức năng thì nó có một là liên quan đến chức năng sinh sản, như là xuất hiện và bảo tồn các đặc tính sinh dục phụ này, tức là nó phải mọc râu, ria mép, lông nách, lông mu, rồi là giọng ồm, đúng không ạ? Phát triển cơ quan sinh dục ngoài, đấy, sản sinh tinh trùng, tổng hợp và bài tiết ở tế bào Sertoli, đấy thì là các cái chức năng mà liên quan đến sinh sản. Và cái dấu hiệu để mà biết là cái đứa trẻ này nó dậy thì hoàn toàn rồi, nếu mà ở trên nữ giới thì là dấu hiệu có kinh nguyệt, còn ở trên nam giới thì chính là cái dấu hiệu mộng tinh. Cái nhóm thứ hai là phát triển cơ thể, thì nó sẽ tổng hợp các protein cơ. Bình thường là chúng ta biết đấy, thì chúng ta thấy là trẻ nam thì cái cơ của nó rõ rệt có cơ bắp hơn là ở trẻ nữ, là bởi vì cái testosterone này. Thứ hai là tổng hợp protein khung xương, sụn, phát triển sụn liên hợp và cốt hóa, lắng đọng chất khoáng ở xương, dày màng xương và hẹp khung chậu. Thì đối với cả ở trẻ em nam dưới tác dụng của testosterone thì cái quá trình mà em hình dung là dày màng xương, khi mà xương phát triển là dày màng xương là nó dày ở phía mặt trong. Đấy, thế cho nên là cái xương chậu của nam giới nó mới theo hình ống. Còn đối với tác dụng của estrogen thì nó sẽ làm dày màng xương, nhưng mà dày màng xương ở phía bên ngoài. Đấy, thế cho nên là cái khung chậu của nữ giới nó sẽ càng lớn, càng nhiều estrogen thì nó càng rộng, càng to. Đấy, thì đấy là cái tác dụng về phát triển cơ thể. Thì các em hình dung một cái bệnh nhân giả tưởng ra.
Thế ngoài ra thì nó có tác dụng lên chuyển hóa cơ sở, cho nên chuyển hóa cơ sở nam cao hơn ở nữ, tác dụng lên số lượng hồng cầu nên số lượng hồng cầu ở nam cao hơn ở nữ, và nó tăng tái hấp thu ion natri ở ống lượng xa. Cho nên trong thời kỳ mà độ tuổi sinh sản thì nam giới thường có huyết áp cao hơn so với nữ giới. Đấy là do cái vai trò của thằng testosterone. Thì cái chỗ này trong sách rất là dễ, cho nên các em có thể đọc được. Thế còn điều hòa testosterone thì ở trong thời kỳ bào thai là do thằng HCG của rau thai bài tiết, thì nó mới kích thích vào cái phần tế bào lady để ra thời kỳ bào thai đấy. Thế còn điều hòa bài tiết testosterone thì theo trục giới đồi tuyến niên, tuyến sinh dục và theo cơ chế feedback âm tính từ khi dậy thì. Cái này dễ rồi đấy. Thế thì đối với cả phần phần của nam giới thì tôi nghĩ đấy là những cái phần mà quan trọng cần nhắc lại đối với các em. Thế còn lại các cái phần khác thì trong sách giáo khoa đã khá là rõ. Thế tôi sẽ cái phần của nữ giới. Nữ giới thì nó phức tạp hơn một tí. Đây. Thì nếu các em quan sát đây, đây là buồng trứng này. Nó sẽ phóng noãn vào vòi trứng đây, đúng không ạ? Di chuyển vào trong buồng tử cung đây, cổ tử cung đây, âm đạo đây, âm hộ bên ngoài, đúng không ạ? Thế và đối với cơ quan sinh dục nữ thì nó còn có vú nữa, ngoài cái bộ phận ở phía dưới này thì nó còn có thêm vú nữa. Đấy, nhìn ở cái hình này các em sẽ thấy rõ hơn. Đây, buồng trứng nó được treo vào thân tử cung nhờ cái dây chằng tròn đấy. Như vậy mạch máu nuôi buồng trứng là nó sẽ đi qua cái dây chằng tròn này. Và sau khi mà trứng được phóng noãn, được loa vòi hứng lấy thì nó sẽ di chuyển ở trong vòi trứng. Thế nhưng đến 1/3 ngoài của vòi trứng này, nếu như nó gặp tinh trùng thì nó sẽ thụ thai. Và rất là kỳ lạ, bây giờ thật ra cũng không biết tại sao, là nếu như chúng nó cứ gặp nhau ở 1/3 ngoài của vòi trứng ấy, chúng này gọi là meeting point, điểm gặp gỡ của trứng và tinh trùng, thì nó sẽ làm tổ được trong buồng tử cung. Còn nếu nó gặp ở chỗ khác thì nó sẽ làm tổ ngoài buồng tử cung. Thì đấy là một cái rất là đặc biệt. Còn cơ tử cung thì các em nhìn thấy rất là dày. Đây là niêm mạc tử cung này. Đấy. Đấy, đây là cổ tử cung này. Và đây là âm đạo. Thế thì cái niêm mạc tử cung thì phải nói một tí. Vì nếu mà nhìn theo cái con mắt của các nhà mô học, các em thấy đây là lớp biểu mô lát đơn, đúng không ạ? Thế và lớp dưới lớp biểu mô thì đây là các cái mô liên kết thuộc lớp đệm. Đây có rất nhiều mạch máu này, rất nhiều các tuyến này để bài tiết các dịch nuôi dưỡng niêm mạc tử cung, rồi đưa máu đến nuôi dưỡng niêm mạc tử cung. Đấy, thế thì vì mình làm sinh lý học thì mình đặt câu hỏi là vậy thì cái việc mà hành kinh phụ nữ ấy, thì hàng tháng đấy là nó bong cái gì? Thế thì bản chất của nó là bong lớp niêm mạc. Nhưng có phải là nó bong tất cả các cái lớp niêm mạc mà mình nhìn thấy hay không? Thì không phải, nó sẽ cái lớp niêm mạc này nó sẽ chia ra là lớp niêm mạc chức năng, phần màu hồng này, và lớp nền là cái phần màu vàng này. Như vậy khi mà đến chu kỳ hành kinh mà phải bong là nó chỉ bong cái lớp niêm mạc chức năng này thôi. Thế xong ở cái chu kỳ sau thì cái lớp niêm mạc chức năng này nó sẽ được tái tạo và dày dần lên. Đấy, dưới tác dụng của các cái hormone sinh dục nữ. Thế cho nên là sau này mình phải đo cái bề dày của lớp niêm mạc, mình mới biết được là cái người này có nhiều tiết tố, có nhiều nội tiết tố hay không, nhiều estrogen hay không, đúng không ạ? Thế cho nên là phụ nữ mãn kinh khi mà các bạn đặt đầu dò vào, các bạn thấy cái lớp niêm mạc rất là mỏng. Thế thì cái lớp mà bạn đo được chính là cái lớp nền ấy, nó rất là mỏng. Bởi vì lúc đấy thì không còn nhiều estrogen nữa và nó không còn hiện tượng kinh nguyệt nữa, cho nên không còn cái hiện tượng tái tạo cái lớp niêm mạc chức năng này nữa. Thế đây là cái hình mà các bạn rất là cần hiểu ở, diễn ra ở trong buồng trứng. Khi mà một đứa trẻ đẻ ra thì các cái nang noãn trong đấy nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi. Và tất cả các cái nang này nó người ta gọi là nang noãn nguyên thủy. Đấy. Đấy, đây chính là các tế bào mầm hay tế bào gốc đấy. Đúng không ạ? Giống như ở trong nam giới ấy. Thế thì chỉ đến khi dậy thì
thì bắt đầu các cái tế bào này nó mới biệt hóa để trở thành các cái nang noãn cấp 2 này, rồi thành noãn bào này, và sau đó thì mới phóng noãn. Và cái phần còn lại thì sau khi phóng noãn nó có màu vàng nên người ta gọi là hoàng thể. Đấy, và hoàng thể cũng to lên đến một cái giai đoạn nhất định, sau đó nó sẽ bị teo nhỏ nếu như mà cái noãn này nó không gặp tinh trùng. Đấy, thế thì nhìn ở trên cái hình này thì bạn sẽ quan sát thấy đây là các tế bào hạt mà bao quanh cái noãn này. Khi mà noãn lớn lên thì các cái tế bào hạt này nó cũng dày lên. Đấy, và các cái tế bào hạt ở lớp áo trong của nang chính này, nó sẽ sản xuất estrogen. Đấy, thế thì đây, các tế bào hạt này nó sẽ sản xuất estrogen. Thế các cái estrogen nó mới đi vào trong cái dịch nang này, và nó mới theo dịch nang để đi vào máu, và theo dòng máu đến các cái cơ quan đích của estrogen. Đúng không ạ? Đấy. Đấy, như vậy là trong dịch nang này là nó sẽ có chứa estrogen, và estrogen sẽ đi vào trong, đổ vào máu để đến các cơ quan đích. Đấy, đây là noãn. Đấy, thế và khi mà các cái tế bào lớn thì noãn nó cứ bị đẩy dần về một phía như thế này. Thế thì bây giờ tôi hỏi các bạn là cái việc mà noãn lớn này ở cái tuổi dậy thì là do cái hormone nào làm cho noãn lớn lên? Tâm có hormone nào noãn lớn lên? À, đúng rồi. Như vậy là kích thước của các nang noãn lớn lên được là nhờ vai trò của FSH. Thế như vậy là nó cũng tương tự như nam giới, tức là FSH nó sẽ chi phối cái chức năng ngoại tiết. Đúng không ạ? Chức năng làm cho noãn lớn lên. Thế thì khi noãn lớn lên thì có rất là nhiều các tế bào hạt này. Thì cái tế hormone nào sẽ chỉ đạo các tế bào hạt này sản xuất estrogen? Hormone nào ạ? LH ạ. Như vậy, tương tự như là nam giới thì cái ông LH này này, ông ấy sẽ theo dòng máu đến cái tế bào hạt này, và ông ấy chỉ huy cái tế bào hạt này tổng hợp estrogen để đưa vào dịch nang. Đấy, chúng ta biết được vai trò của hai thằng nhé. Thế bây giờ sau khi phóng noãn thì tí nữa mình trao đổi là tại sao cái noãn này lại phóng, tại sao lại phóng noãn được, đúng không ạ? Cái phần còn lại của hoàng thể này thì nó to, và đến 7 ngày sau khi phóng noãn thì bắt đầu nó teo nhỏ nếu như mà cái noãn này không gặp tinh trùng. Thì đấy là cái hình chúng ta sẽ cần hiểu. Thế bây giờ có một cái hình, cái chức năng của estrogen, chức năng nội tiết của estrogen thì trong sách cũng trình bày rất là rõ rồi, cho nên tôi cũng sẽ không nhắc lại nữa. Và cũng tương tự như testosterone thì các bạn sẽ thấy là nó có phát triển đến đặc tính sinh dục phụ, là làm cho tính tình thì nhỏ nhẹ này, giọng nói thì trong trẻo này, rồi nó cũng làm mọc lông nách, lông mu ở phụ nữ này. Đấy, làm cho thân thể có hình ba vòng này. Nó cũng tác dụng lên cơ quan sinh dục từ tử cung, cổ tử cung, vòi trứng, âm đạo, vú. Rồi nó cũng tác dụng làm phát triển xương, như là làm tăng hoạt động của tế bào tạo xương, gắn đầu xương vào thân xương, làm lắng đọng, muối, rồi làm nở khung chậu. Và nó cũng tác dụng lên chuyển hóa protein, nhưng mà nó không nhiều như là cái tác dụng của testosterone, cho nên chúng ta không thấy cơ cuồn cuộn ở nữ giới. Nó cũng tác dụng lên chuyển hóa lipid để làm cho lipid lắng đọng vào những cái vùng như thế, như lắng đọng vào ngực này, vào mông này, vào đùi này. Đấy, để tạo nên ba vòng của nữ. Nó tác dụng lên chuyển hóa muối nước. Thế cho nên là trong thời kỳ cái độ tuổi sinh sản ấy, thì vì có estrogen cho nên phụ nữ rất ít khi bị cao huyết áp, rất ít khi bị rối loạn lipid máu, và cơ thì săn chắc. Nhưng mà hết cái độ tuổi sinh sản, tức là không còn estrogen nhiều nữa, thì bắt đầu chúng ta thấy là huyết áp bắt đầu tăng cao, rối loạn lipid máu, cơ bắt đầu nhẽo, đúng không ạ? Xương bắt đầu loãng xương, giảm mật độ xương, các cơ quan sinh dục bắt đầu teo nhỏ. Đấy, rồi tóc rụng, rồi da nhăn nheo, rồi tính tình thì khó chịu. Thế thì nó đều từ cái vai trò của estrogen. Thì cái phần này các bạn trong sách có rồi, các bạn sẽ tự đọc, đúng không ạ? Thế nhưng mà để tích của estrogen là nó cũng khá là nhiều. Thế còn ngược lại thì ông progesterone thì cơ quan đích chỉ có vú này, có tử cung này, có vòi trứng và cổ tử cung. Và có một đặc điểm là sau khi mà ông progesterone tăng lên trong máu thì người ta thấy được thân nhiệt của người phụ nữ tăng lên từ 0,3 đến 0,5 độ. Thế nên nó mới xuất hiện một cái phương pháp xác định về dung trứng dựa vào cái việc đo thân nhiệt.
Thế nhưng mà tôi thú thực với các bạn là cái việc đo thân nhiệt này nó làm cho người phụ nữ có một cái áp lực rất là lớn. Cứ sáng, 6 giờ sáng, mở mắt ra, đưa cái cặp nhiệt độ vào miệng, xong ghi lại nhiệt độ, xong cứ làm như thế trong 2 đến 3 chu kỳ thì sẽ bắt đầu xác định được cái ngày rụng trứng là cái ngày mà cái nền nhiệt độ nó tăng lên từ 0,3 đến 0,5 độ. Thì về mặt lý thuyết thì nó rất là đúng, nhưng mà trên thực tế mà để áp dụng cho những bệnh nhân nữ mà vô sinh muốn xác định ngày phóng hoãn bằng cái phương pháp này thì thực ra nó cũng hơi bị áp lực. Chính cái áp lực đấy nó lại tác dụng lên cái trục dưới đồi tuyến dương tuyến sinh dục, cho nên là đôi khi nó cũng không được kết quả như mong muốn. Đấy, thì cái phần đấy ở trong sách giáo khoa, cái tác dụng nội tiết của estrogen và progesterone khá rõ. Thế thì có một cái hình này mà tôi nghĩ là nó rất căn bản để các bạn hiểu cái hình này thì sẽ vận dụng được trong rất nhiều thứ trên lâm sàng. Đây là cái mối, đây là tuyến yên, các bạn sẽ thấy được cái màu xanh này là sự thay đổi của LH trong chu kỳ kinh nguyệt, phần màu đỏ này là sự thay đổi của FSH trong chu kỳ kinh nguyệt. Đấy, đây là cái sự thay đổi của các nang noãn trong buồng trứng mà chúng ta vừa mới trao đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. Đây là sự thay đổi của estrogen trong máu trong chu kỳ kinh nguyệt, và đây là sự thay đổi của progesterone trong máu trong chu kỳ kinh nguyệt, và đây là sự thay đổi của niêm mạc tử cung trong chu kỳ kinh nguyệt. Đấy, thì các bạn ngắm kỹ cái hình này xong chúng ta sẽ trao đổi. Cái hình này là cái hình quan trọng nhất để chúng ta hiểu tất cả các cái rất nhiều các cái cơ chế khác nhau. Thì đây là cái hiện tượng mà bắt đầu hành kinh, niêm mạc tử cung bắt đầu bong, đúng không ạ? Các em thấy trên hình này là mô phỏng là 3 ngày bắt đầu bong niêm mạc tử cung. Thì trùng với lúc mà bắt đầu bong niêm mạc tử cung này, chúng ta thấy nồng độ progesterone bắt đầu giảm thấp này, estrogen bắt đầu giảm thấp này, đúng không ạ? Đấy. Thế thì khi nó giảm thấp như thế này thì nó sẽ tạo một cái feedback, và chúng ta thấy cái kích thước của nang hoãn đây là rất nhỏ. Thế khi nó giảm thấp như này, nó phải đủ thấp thì nó mới gây được cái feedback âm tính lên trên tuyến yên để làm tăng tiết LH và tăng tiết FSH. Thế khi FSH tăng lên thì kích thước nang hoãn bắt đầu tăng lên, giống như ban nãy các em nói. Và khi nang hoãn tăng lên thì các cái lớp tế bào hạt này, nó dày dần lên. Thì dưới tác dụng của LH đang ngày càng tăng thì nó mới tác động vào các tế bào hạt này để làm tăng tiết estrogen. Đấy, thế cho nên nửa đầu của chu kỳ kinh nguyệt thì chúng ta thấy chủ yếu tăng estrogen. Và khi estrogen tăng lên thì nó sẽ kích thích cái niêm mạc tử cung này phát triển. Đấy, cho nên giai đoạn nửa đầu của chu kỳ kinh nguyệt người ta gọi là giai đoạn tăng sinh. Và giai đoạn này chịu tác dụng chủ yếu của estrogen. Đấy, cho nên bạn nào mà kinh nguyệt nhiều tức là estrogen của bạn ấy nhiều. Kinh nguyệt ít tức là estrogen ít. Đấy, cho nên cái nửa đầu của giai đoạn kinh nguyệt này là nó phụ thuộc vào estrogen. Thế sau khi mà 2 ngày trước khi phóng hoãn thì chúng ta quan sát trên cái hình này, chúng ta sẽ thấy đỉnh estrogen cao tối đa. Đấy. Nhưng mà cái đỉnh này cao nhưng mà đủ cao để nó gây được cái feedback dương tính lên trên tuyến yên làm tăng tiết LH và FSH theo cái tỷ lệ phù hợp như thế này. Đấy, thì khi LH tăng lên thì nó sẽ làm tăng tiết progesterone. Đấy, progesterone tăng lên thì nó mới tác động vào các cái vỏ nang trứng này, để một mặt là làm phá hủy suy yếu cái vỏ nang, một mặt là làm tăng thấm dịch vào trong lòng nang. Đấy, một mặt thì nó chịu dịch cứ vào, đúng không ạ? Trong khi vỏ bị suy yếu thì cái chỗ mà nó ăn nó bị đẩy về một phía là yếu nhất, nó sẽ vỡ ra. Đấy, thì đấy là toàn bộ cái cơ chế phóng hoãn. Thế nếu mà mô tả cái cơ chế phóng hoãn như vậy thì các bạn thấy là trong cơ thể người phụ nữ mà rụng trứng tự nhiên ý, phóng hoãn tự nhiên ý, thì cái yếu tố gì là yếu tố tiên quyết cần phải có? Yếu tố tiên quyết LH. Có ai có ý kiến khác không? Progesterone. Có ai có ý kiến khác không? Có đỉnh estrogen.
Ok, rồi. Như vậy nếu như mà quan sát trên cái hình này thì chúng ta thấy là ở phụ nữ mà muốn có rụng trứng tự nhiên, đây nói trường hợp rụng trứng tự nhiên nhé, thì nó quan trọng nhất là phải có cái đỉnh estrogen 2 ngày trước khi rụng trứng này. Nhưng cái đỉnh này phải đủ cao. Đấy, còn nếu mà đỉnh thấp lè tè như này, không đủ cao thì cũng không gây được cái feedback dương tính lên trên tự nhiên. Mà không đủ cao, không gây được cái feedback dương tính lên trên tự nhiên thì lấy đâu ra LH tăng? Đúng không ạ? Lấy đâu ra FSH tăng? Mà không có LH tăng thì lấy đâu ra progesterone tăng? Mà không có progesterone tăng thì lấy đâu ra cái câu chuyện phá vỡ được cái vỏ loãng này? Đấy. Thế như vậy là nếu trên đỉnh ở cái người phụ nữ muốn rụng trứng tự nhiên thì cái đỉnh estrogen phải đủ cao 2 ngày trước khi phòng loãng là điều kiện tiên quyết. Đúng không ạ? Đấy, và vì thế các em sẽ thấy là ở phụ nữ đôi khi mình chỉ cần học thi một tí, có khi bị mất kinh, tự nhiên cái tháng đấy không có kinh nguyệt, hoặc có khi mình áp lực cãi nhau bạn tí mình, hoặc là có trục trặc gia đình, hoặc là thiếu tiền, nó cũng mất kinh, hay lo lắng một cái gì đấy, tự nhiên cái tháng đấy cũng chậm kinh. Đấy, bởi vì là cái tháng đấy mình sẽ không có cái đỉnh đủ cao. Thế nhưng tháng đấy có kinh nguyệt không ạ? Vẫn có, nhưng không rụng trứng. À, đúng rồi, có thể vẫn có kinh nguyệt. Nhưng mà cái kinh nguyệt đấy, bạn thấy đặc điểm gì khác so với những cái tháng trước của bạn? Lượng kinh nó có thể ít hơn, đúng không ạ? Đấy, thì có thể mình sẽ thấy à, những cái chu kỳ kinh mà nó không phóng loãn ấy, thì cái lượng kinh nguyệt nó có thể ít hơn. Bởi vì nó liên quan đến cái lượng estrogen đây nó không đủ lớn, cái đỉnh đây nó cũng không đủ lớn 2 ngày trước khi rụng trứng. Đấy, thì các cái trường hợp mà các cái chu kỳ kinh không phóng loãn chúng ta sẽ thấy đặc điểm như vậy. Thế thì tại sao bây giờ trên lâm sàng, mặc dù mình biết cái đỉnh 2 ngày trước khi rụng trứng quan trọng như thế, nhưng tại sao trên lâm sàng ấy, khi mà trên những cái phụ nữ vô sinh mà mình muốn kích loãn để cho phóng loãn ấy, thì mình có dùng cái lý thuyết này không? Mình không dùng cái lý thuyết này, đúng không ạ? Mà mình lại dùng LH luôn cơ. Đấy. Mà mình không dùng cái thằng đỉnh estrogen này. Các em có biết tại sao không? Thưa cô, chắc là không biết được ngưỡng đỉnh là bao nhiêu. À đúng rồi, mình thật ra mình không biết được ở mỗi một cái người phụ nữ ấy, là cái đỉnh này này nó lại khác nhau. Đấy, cho nên trong cái giới hạn về estrogen trong cái giai đoạn phóng loãng này, nếu như các em xem ở trên tờ xét nghiệm mà họ cho ấy, thì cái ngưỡng của nó, cái dao động, cái độ dao động của estrogen trong thời gian phóng loãng này nó khá là dao động. Cho nên mình cũng không biết được ở cái phụ nữ này thì cái ngưỡng mà gọi là đủ cao đấy nó là bao nhiêu. Cho nên mình không xác định được. Thế nhưng đối với LH thì mình lại có thể xác định được là ở cái nồng độ cao bao nhiêu thì nó có thể sẽ dẫn đến các cái câu chuyện làm progesterone tăng lên, làm cho phóng loãng. Thế thì mình xác định được. Thế cho nên trong thực hành lâm sàng thì đối với những cái việc gây phóng loãng một cách nhân tạo thì người ta không phụ thuộc, người ta không dựa vào estrogen mà người ta có thể dựa vào LH hoặc là GnRH thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy. Thế bây giờ tiếp tục là sau khi phóng loãng xong thì chúng ta sẽ thấy hoàng thể to dần lên. Đấy, và khi hoàng thể to dần lên thì chúng ta cũng thấy cái nồng độ progesterone tăng cao. Khi hoàng thể đạt cực đại, nồng độ progesterone tăng cao nhất. Và sau 7 ngày sau khi phóng loãng thì bắt đầu hoàng thể teo nhỏ, thì nồng độ progesterone cũng teo nhỏ. Thế bây giờ cái câu hỏi là vậy thì nguồn gốc của progesterone này ở đâu? Nguồn gốc của estrogen thì chúng ta biết là ở lớp tế bào hạt, ở lớp áo trong của nang trứng rồi. Nhưng mà nguồn gốc của progesterone thì đúng rồi, chính là hoàng thể. Đúng không ạ? Thế thì chính là vì nó ở hoàng thể là chủ yếu, cho nên là chúng ta thấy khi hoàng thể tăng kích thước thì nồng độ progesterone tăng, và khi hoàng thể teo nhỏ thì progesterone cũng teo nhỏ. Và cái này nó sẽ ở vai trò của progesterone ở nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt là chủ yếu. Và chúng ta thấy lúc này ở cái niêm mạc tử cung, các cái
tuyến này nó xoắn suýt, nó tiết dịch này, các cái mạch máu nó cũng xoắn suýt lại, nó tăng rất là nhiều máu đến cái lớp niêm mạc tử cung này. Thế thì vai trò của nó là để chuẩn bị cái niêm mạc tử cung này để đón trứng và làm tổ. Thế như vậy nửa đầu của giai đoạn kinh nguyệt là giai đoạn tăng sinh, thì vai trò của estrogen là chủ yếu, và lượng kinh nhiều hay ít là nó phụ thuộc vào cái nửa đầu này, phụ thuộc vào estrogen. Nhưng ở nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt thì lại chủ yếu liên quan đến việc chuẩn bị niêm mạc đón trứng và làm tổ. Đấy, và có làm tổ được ở đây hay có làm tổ được ở đây không là phụ thuộc vào progesterone. Đấy, thế sau khi mà hoàng thể teo nhỏ, progesterone nó giảm, tụt giảm thấp, thì nó không còn cái yếu tố nuôi dưỡng này nữa. Cho nên là các cái lớp niêm mạc này nó sẽ hoại tử và nó sẽ bong dần ra, và dẫn đến đấy là câu chuyện của cơ chế thần kinh. Thế thì trước đây thì vì khi mà chưa có IVF ra đời, các bạn thấy là cái vai trò của ông estrogen nó rất là rõ rệt. Cho nên người ta còn gọi vai trò của progesterone rất là rõ rệt, và người ta còn gọi ông này là hormone an thai. Và những cái phụ nữ mà cứ có thai lại sẩy trong 3 tháng đầu tiên, cứ có thai lại sẩy, có thai lại sẩy, là người ta phải nghĩ ngay đến thủ phạm là ông progesterone. Cho định lượng progesterone mà thấp là cho bổ sung progesterone, thế là giữ được thai. Cho nên trong một thời gian dài thì thằng progesterone nó coi là hormone an thai. Đấy. Nhưng mà khi mà IVF ra đời thì người ta thấy là, em biết IVF là thế nào? Tức là lấy trứng ra ngoài này, đúng không? Lấy noãn ra ngoài, cho gặp tinh trùng ở ngoài thí nghiệm, xong bắt đầu mới đến khi mà nó tạo ra phôi rồi thì mới cấy trở lại cái buồng tử cung của người mẹ. Đấy, thì khi mà cấy lại này thì cái tỷ lệ thành công ấy, nó chỉ khoảng 6-10 ca, thì khoảng 4 ca thành công, còn 6 ca thất bại. Ở Việt Nam làm rất là giỏi thì được 5 ca thành công, 5 ca thất bại. Đấy, và trong những cái ca thất bại mà không làm tổ được ý, người ta định lượng progesterone đều thấy bình thường cả. Đấy, thế thì chính vì cái câu chuyện của cái IVF ra đời cho nên progesterone nó không còn coi là hormone an thai nữa. Bởi vì nếu ông bình thường thì tôi phải làm tổ được chứ, đúng không? Thế nhưng mà ông bình thường mà vẫn có 5 ca thất bại, vậy thì nó còn có các lý do khác ngoài progesterone nữa. Thì đây cũng là một cái hướng mà cũng đang được nghiên cứu rất là sâu, để làm sao nâng cao cái tỷ lệ làm tổ cho cái trường hợp thụ thai nhân tạo. Thì thôi, cái đấy nói thêm thôi, nhưng mà cái phần trong sách thì các em phải đọc về cái giai đoạn bài tiết này, đúng không? Cái cơ chế chảy máu này. Đấy. Thế thì ở cái hình này là cái hình mà khi các em hiểu là các em có thể trình bày theo cách hiểu cũng được, hoặc là khi câu hỏi người ta hỏi xuôi hỏi ngược là mình có thể trình bày được, liên quan đến cái tác dụng của estrogen hay progesterone trong chu kỳ kinh nguyệt, hay cơ chế phóng noãn, hay làm sao trứng chín được, hay làm sao noãn phóng được, đúng không ạ? Hay làm sao mà lại có được cái việc chảy máu hành kinh. Đấy, thì tôi thấy đây là cái hình mà nó quan trọng nhất, và hiểu được cái hình này thì hiểu được rất nhiều thứ. Thế còn lại tất cả những cái khác các em đều có thể suy luận được. Và trong sách thì ghi rất là kỹ cho nên và dễ hiểu, cho nên các cái phần khác thì các em đọc trong sách. Đấy, thì đấy là cái phần mà rất là quan trọng của cái phần này. Thế còn một cái nội dung nữa liên quan đến chức năng hô hấp, thì thời gian nó không còn nhiều, thì tôi cũng sẽ chỉ nhấn mạnh một cái phần mà nó rất là quan trọng của chức năng hô hấp, mà các em cần phải hiểu để khi mình học mình không thể học vẹt thôi, và nó rất là dễ để mình học